tất cả ai làm ra tiền cũng cực khổ. Vậy thì ai bỏ tiền vào đúng chỗ đúng nơi, ai cũng mong muốn bỏ vào. Từ nơi đó chỉ cần quý vị chân thật vì người ta thì cũng không thiếu người không hiểu biết việc này đâu. Người ta đều muốn bỏ tiền, giống như cầm một cái hạt giống, người ta cũng muốn bỏ vào mảnh đất phù sa màu mỡ. Không ai dạy gì đi cầm cái hạt giống mà bỏ vào cái mảnh đất khô cằn đó quý vị. Nên nói là bố thí cúng dường nó cũng có một cái nhân duyên tốt để cho mình nhìn nhận, đủ duyên tốt. Có khi những người người ta cũng có tiền rất nhiều, nhưng người ta lại dám bỏ tiền xây một ngôi chùa, mà gặp ngay ngôi chùa này là người ta không nhìn nhận ra ngôi chùa này là chỉ có một hai người. Cuối cùng người ta bỏ tiền xây cả một ngôi chùa, khi xây xong một ngôi chùa thì ngôi chùa này chỉ có một hai người phải mướn người để quét chùa. Vậy thì ngôi chùa này xây lên nó là đại công đại đức. Đại công đại đức nó nằm ở đâu? Cái nơi đạo tràng xây lên là để cho người ta tu, cho người tu về ở tu. Thì người tu, con người tu nó mới làm Phật. Chứ cái ngôi chùa nó không có tự nhiên nó đi làm Phật. Còn có những người nói bây giờ cái nơi đó đúc một pho tượng Di Đà để cầu cho thế giới hòa bình. Làm gì pho tượng Di Đà cầu cho thế giới hòa bình? Không có cái nguyên lý này. Làm gì có pho tượng Phật cầu cho thế giới hòa bình? Quý vị biết Đức Phật còn tại thế như thế nào là hòa bình không? Đức Phật thuyết pháp người ta mới hòa bình. Đức Phật á, là mỗi ngày thuyết pháp, nên tất cả những bậc đế vương, những người làm vua đều nghe Đức Phật thuyết pháp. Nước này muốn đánh nước kia muốn đánh nước nọ, Đức Phật đến thuyết pháp, nó nghĩ đánh với nhau nó mới hòa bình. Còn nếu như cái pho tượng nằm im như vậy, không ai nói gì chứ làm sao cầu thế giới hòa bình? Lấy gì cầu cho hòa bình? Xây một pho tượng thiệt là to đi quyên góp khắp nơi nơi cầu cho thế giới hòa bình. Chúng ta nói đại công đại đức không có công đức gì hết trơn. Vì Đức Phật đâu có đứng im re gì, đâu có thuyết pháp. Phải cần con người thuyết pháp mới nói rằng là như thế nào. Người hoằng đạo chứ đạo nào hoằng người. Nên phải cần người hoằng đạo nên có chùa xây ra là phải có con người thuyết pháp. Đây mới là đúng ngôi chùa của Đức Thích Ca Mâu Ni thì nó mới là công đức. Còn nếu như ngôi chùa mà không có ai thuyết pháp, dù chùa có to, Phật có bự thì cũng là sắt đá xi măng. Tượng Phật khi động đất còn không giữ được, không chi là kêu Phật giả đó cứu mình. Mình suy nghĩ đi. Chúng ta đi qua sông còn phải nhờ thuyền, tượng Phật đi qua sông cũng phải nhờ thuyền. Nếu như lấy tượng Phật đá đó, tượng Phật xi măng đó mà để xuống nước để bay qua sông đó, thì nguyên lý này chúng ta đu đeo được. Còn đây chỉ là một cái tượng trưng của một vị Phật, của một vị giác ngộ. Phải cần người giảng thuyết về sự giác ngộ đó để chúng ta học theo con đường giác ngộ đó. Thì cái chuyện thuyết pháp mới là cầu cho thế giới hòa bình. Và có người phát tâm tu, bỏ xuống cái tâm ác, bỏ cái tâm buồn giận, sống hòa thuận với mọi người. Gặp việc thuận thì không dính mắc, gặp những cái việc mà trở ngại thì không buồn phiền. Thì nhờ nghe pháp nó cởi mở tâm tư thì con người hòa, gia hòa vạn sự hưng. Là từ nơi đó gia đình mỗi người là tế bào của đất nước. Nhưng mỗi một tế bào này tốt đẹp thì đất nước tốt đẹp. Thì từ nơi đó mà nhờ nghe pháp, con người hòa thuận thì thế giới hòa bình. Đúng không? Nên cái nguyên lý bây giờ tại sao mà Phật nói là đấu tranh kiên cố, xây dựng kiên cố. Họ chỉ là như vậy, không có một môn gì tu, không thuyết pháp gì, chùa im re. Vậy làm sao? Còn dù có thuyết pháp đi chăng nữa cũng không có phương pháp tu. Chỉ gặp chặn dịch bệnh rồi quý vị chịu đơ, chịu chết như vậy vì không tu được luôn. Vậy thì làm sao phù hợp? Đức Phật đã chỉ, Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ rõ ràng thờ một pháp niệm Phật thành tựu. Bây giờ quý vị không niệm Phật, gặp chặn dịch bệnh quý vị tu môn gì? Vị tu môn gì? Chặn dịch bệnh đến thì bị nằm đó, vì thở không nổi. Thiền định hả? Trì chú hả? Lúc đó câu ai với đạo Phật mà quý vị còn niệm hết nổi. Suy nghĩ đi. Thì ngồi suy nghĩ cho thật là bình tĩnh, suy nghĩ đi. Đức Thích Ca là bậc đại giác ngộ, ngài đã nhìn rõ ràng chúng sanh trong thời mạt pháp tu môn di thành tựu rồi. Ngài chỉ mà không tin. Trời ơi, quý vị gặp một quý vị tiến sĩ bài xích tịnh độ, quý vị nói trời ơi người ta tu lâu, tiến sĩ còn bài xích tịnh độ. Tiến sĩ này khỏi cần nói tới. Tấm giấy giả đó khỏi cần phải nói tới làm chi cho nó mệt. Trời ơi, tu càng lâu một lễ Phật còn chưa lễ nó mà nói dòng do. Còn thua một bà già trong chùa này, mỗi ngày tu bốn thờ nữa. Ông nói cho hay, ông vô đây ông tu bốn thờ với mấy bà già đi, rồi ông biết.
Trời ơi, người ta là cư sĩ vô chùa kìa, rửa mông cho mấy bà già, hút phân cho mấy bà già kìa. Còn ông chỉ cần đụng một miếng phân của người ta thôi, ông bịt mũi ông rồi, chứ đừng có nói cái chuyện mà nó hay ho gì. Thua một người cư sĩ bình thường đi vô chùa tu nữa, nên cuối cuộc đời của ông thành tựu không bằng bà già niệm Phật. Nó, ông học cho nhiều của ông thành tựu như bà già niệm Phật đâu. Rồi nói mà muốn bực cũng không bực được nữa, vì sao? Nói ai mà bực? Tự ai nhận thức mà tự nghe thôi chứ bực ai, đúng không? Lý luận Phật pháp thôi mà. Nên từ nó đó tự mà nhận thức thôi quý vị. Đó là cái chuyện, nên chúng ta là người tu tịnh độ mà nghe một hai người có học thức, tu lâu năm chút bài xích tịnh độ, chúng ta nghi tịnh độ liền. Khỏi cần nói nghi cái gì hết quý vị. Họ đâu có tu tịnh độ đâu mà họ biết tịnh độ như thế nào. Họ chỉ là đem cái lý luận của kinh giáo, mỗi một thời kinh giáo có một cái sự độ sanh của cái góc độ đó. Họ lý luận cái đoạn đó để mà bài xích thôi. Họ không có hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đa dạng căn cơ chúng sanh để mà độ. Từ nơi đó cái thuyết pháp cả tổ sư cũng vậy, vì đọc sách của Ấn Tổ cũng vậy. Nhiều người đọc vẫn là hoàn toàn sai, không hiểu gì cả. Quý vị nghĩ đi, bây giờ người tu Mật Tông đến hỏi Ấn Tổ, Ấn Tổ là người thông tông thông giáo, nên người ta đến hỏi Ấn Tổ về Mật Tông, Ngài sẽ nói về Mật Tông, thì lá thư đó ghi lại. Người ta tu thiền đến hỏi Ấn Tổ thì Ngài nói gì tu thiền, ghi lại lá thư đó. Người ta học di thức học lại hỏi Ấn Tổ, Ấn Tổ chỉ về di thức học thì ghi lại lá thư đó. Người ta muốn uống nước của chú Đại Bi thì Ấn Tổ thấy nhiều người mê hoặc điên đảo quá thì Ngài trì chú Đại Bi, Ngài cho uống nước. Đó là cái cách dẫn dắt vào Phật pháp từ từ, thì cũng đó ghi giấy lại. Có nghĩa là mỗi căn cơ người ghi lại hết. Vậy thì chúng ta khi đọc sách tổ sư, coi kinh giáo phải xem lại căn tính mình. Nên những đức đúc kết một cái câu: đọc sách người xưa xem căn tính mình. Quý vị khi hiểu được nguyên lý này rồi thì quý vị sẽ tu, quý vị sẽ biết mình sẽ tu môn nào, sẽ tu cái gì, mình sẽ làm sao được. Quý vị sẽ không bị dao động tâm gì hết trơn. Nhưng đức đã đúc kết rõ ràng là căn tính mình chỉ đúng có một câu vật hiệu này đơn giản. Đưa lên phương pháp tu phải đơn giản, không được rề rà luôn. Vì con người bây giờ không có thời gian, rề rà sao tu? Tu lâu thì mệt, mệt rồi đuối lắm, nghỉ tu. Hiểu không? Nên bây giờ tu cho ít, nhưng mà cái cách làm sao mà giữ được câu vật hiệu nhẹ, khỏe, gọn mà thành tựu lớn, đó là nhẹ nhàng thôi. Tu thời gian buổi sáng tu có 1 tiếng, buổi chiều tu có 1 tiếng thì nhẹ, nhẹ quá đúng không? Rồi lúc nào rảnh thì cứ như thế nào, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Rồi đó, vậy là được rồi. Còn bây giờ quý vị nói đưa lên cái thời khóa mấy tiếng đồng hồ tu nhiều đi con, tu nhiều đi, nó chạy mắt dép hết trơn. Bây giờ tu mấy tiếng đồng hồ, họ tu một chút họ chạy ra ngoài đi vệ sinh, họ đi vòng để câu giờ. Còn thua tu 1 tiếng đồng hồ mà nó tu rét thành tiếng. Ở đây là tinh kỵ lắm, người ta quản chúng 10 mấy năm mà. Kinh nghiệm quá. Từ trên Đà Lạt, vì chủ trì luôn luôn trọng cái chuyện mà tu nhiều, tôi đã kinh nghiệm rồi. Tôi đã từng nói rằng đừng có đưa lên tu nhiều, thầy ô, thầy ô tu nhiều mấy bà già bà câu giờ. Tới giờ kêu bà đi tu á, tới giờ kêu bà đi tu là kêu chằng ai phai cũ, chính con là người đi phá cửa, con nhìn rõ ràng, thầy ô thầy đừng có tu nhiều. Tu vừa vừa mà người ta thèm tu hoài nó mới thành công. Căn tính con người bây giờ là như vậy, thầy bắt tu nhiều, đừng có nói là tu nhiều mà ngon. Tu nhiều nó ngán giống như món ăn mà bây giờ. Quý vị để trên một cái dĩa đồ ăn thiệt là ngon, nhưng quý vị đưa cho người ta ăn, người ta nói rằng tôi không ăn, quý vị cán vô họng người ta ăn, nuốt vô nó cũng ói ra. Làm sao mà cái món ăn này mà ăn hoài mà vẫn thấy thèm, ăn ăn hoài mà thấy thèm, đúng không? Như vậy thì bạn thành công vì một món ăn, đúng chưa? Đây là cái quan chúng tôi nhìn ra nhân sự con người rõ ràng luôn. Nhưng vị chủ trì rất là nhiều người ít bao giờ ai mà gần gũi nhân sự lắm. Từ nơi đó họ cứ nghĩ rằng bắt người ta tu nhiều đi, mà bây giờ mình kêu ông vô tu nhiều đi. Thôi thầy, thầy Phật sự đá đôn mà con, con tu hành đi chứ thầy thì Phật sự đá đôn lắm, tu làm chi? Ông thì không chịu tu nhiều, ông thì không ra tu với người ta. Thầy đang làm gì à? Thầy từ sớm giờ ở trong cái thất thầy niệm Phật gia trì cho tất cả các con bên đây để tu hành được ổn định. Nãy giờ đạo tràng bình yên là nhờ thầy bên kia chéo 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 xạo. Ngủ thì có chứ tu, trời ơi, cư sĩ thì người ta lễ Phật rớt mồ hôi, tu muốn le lử luôn. Còn mình xuất gia tối ngày cứ ngồi trên ghế salon, ngồi đó bấm điện thoại để câu giờ qua, còn nói nghiêu ngao nữa, đúng không? Này là phải xác thực đi quý vị à. Bao nhiêu người xuất gia bây giờ thất bại là ngay cái chỗ không chịu tu với chúng đó. Không chịu tu với chúng đó quý vị à. Nó cho quý vị biết. Bây giờ quý vị coi bao nhiêu người xuất gia về chùa mình, quý vị tìm được mấy người thật sự có tâm tu giải thoát.
Lại Bồ Tát Quán Thế Âm mới bị đưa lên chương trình, bởi vì chỉ cần nói một câu, chương trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm kỳ này không cúng dường, thì trong 300 người xuất gia đó bị tìm ra được 5 người mới sợ. Trời ơi, cái chuyện Tôi vẫn làm cái chuyện cúng dường. Vì sao? Tôi vẫn muốn kết duyên à. Quý vị coi, người ta đi cúng dường đầu này đầu kia, che tăng, những đức nói từng bỏ ra 20 triệu, một tháng 80 triệu, một năm nhiêu? 96 triệu, 960 triệu, phải không? Vậy tính đi, khoảng năm 960 triệu không? Nếu một tuần 2 triệu, 20 triệu, phải không? Từ nơi đó người ta đi cúng đầu này đầu kia, tôi chỉ làm vậy, tôi làm hoài luôn á. Kể chút cúng dường nó mà cứ ngồi hoài, mấy tiếng đồng hồ cũng ngồi nghe, đến cuối cùng phải cúng dường. Nghe lâu thấm đắc vậy thôi, hiểu không? Tôi vẫn có cái tâm làm như vậy, tôi vẫn biết như vậy, tôi vẫn làm như vậy luôn đó. Chứ không phải tôi không biết. Nên trong Phật Pháp nếu nói bạn mê mờ với cái sự người ta gạt bạn, thì bạn là kẻ mê mờ thật sự. Chúng ta không bị mê mờ vì cái chuyện người ta gạt mình cũng được, mình vẫn làm điều đó với người ta. Đó là Hòa Thượng Thiện Không giảng rõ ràng mà, quý vị không nhận không? Chứ không phải tôi nói cái việc đó không có kết quả, tôi không làm, không có. Tôi vẫn làm vì một chúng sanh nghe Pháp, chúng sanh nó niệm Phật dù lên niệm giả của thành thật nữa, cứ để cho họ niệm giả đi. Cứ để cho họ lên. Mình thí dụ như cư sĩ đi, Quán Thế Âm Bồ Tát, còn họ thì sao? Cái này quay phim là hết chân mà tôi không thấy hả? Họ là không có một cảm giác gì, họ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, tu càng lâu là không còn cảm giác Phật Bồ Tát nữa. Không cảm giác đó nữa, không còn tin Phật Bồ Tát gì nữa chứ. Họ tin vào cái sức kiếm tiền của họ thôi. Họ chạy xô nhanh được thì có tiền nhiều thôi, họ không cảm giác đó nữa. Phật Pháp suy thoái là do những người xuất gia chúng ta, là do cái gì? Do cái hạn kiếm tiền, không có lo tu đạo nữa, nên Phật Pháp mới suy thoái. Nếu như ai cũng lo tu đạo, bây giờ nói đâu xa, cái dạng ba trợ người những đức mà được chừng một số người cũng ngon. Tôi không nói gì xa vợ, dạng ba trợ người những đức mà được số người cũng ngon. Bây giờ quý vị coi, nếu như mà cái đất nước này có chừng 10 người như những đức mà hướng dẫn quý vị tu, thì Phật Pháp này quý vị thấy cũng thịnh ngon rồi đó. Quý vị cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này, quý vị coi những đức xuất hiện ở đây, quý vị sẽ biết liền cái gì đâu, hiểu không? Nó chắc là quý vị cũng có tâm muốn niệm Phật đó. Người tu đông, quý vị muốn có người đến hướng dẫn vì niệm Phật đó, nên kệ đem cái thằng ba trợn lên cho quý vị. Chứ Phật Bồ Tát nào đi đến đây với quý vị, đúng không? Kệ có tâm một chút thì Phật Bồ Tát cũng cử một thằng khùng khùng đó. Hiểu không? Nên thấy chưa, ta cũng khùng để mà nói vì cũng vui cười được chú, đúng chưa? Quý vị cũng không phải là bình tĩnh gì. Nên cái dạng khùng khùng đến nó mới dạy cái người tưởng tưởng. Hiểu không? Nên nếu mà nó không khùng khùng, nó không có dạy tưởng tưởng được đâu quý vị à. Thật sự mà nói, nên chúng ta là cái dạng tưởng tưởng. Cái dạng chúng ta là cái dạng tần số lộn. Nên bây giờ là phải đem vào pháp cái dạng tần số lộn để chỉ tần số lộn. Nghe được rõ ràng mà. Nói sao không biết mà ta ngồi ta nghe hoài. Quý vị coi lễ lọc ngày 4-5 buổi mà vẫn là nghe ngon lành mà không ngủ gục, thích nghe. Rõ ràng không? Chúng ta là cái dạng không phải là người bình thường. Bây giờ như Đức nói cho quý vị nghe chứ. Nếu như quý vị đem kinh giáo ở đây mà quý vị giảng nguyên văn của kinh giáo đi, ở đây tự nhiên nó đi mất tiêu hết trơn, ngủ mất tiêu hết trơn, không có nghe được. Quý vị coi ha, nói làm sao mà Phật Pháp á, nó có một cái sự pha chế bên trong á. Tại vì sao? Vì chúng ta bây giờ là biến chất rồi, Phật Pháp cũng biến luôn rồi. Vậy thì bây giờ phải đem tất cả nhiều thứ để mà pha vào Phật Pháp. Quý vị coi ha, giống như đậu hũ cần phải chiên bỏ xả đồ vô. Chứ nếu bây giờ đậu hũ nguyên chất nó không chịu ăn, cũng là đậu hũ, nhưng bắt mình phải kho tiêu, bắt mình phải kho bỏ cái này kia vô, rồi mới kho lại mới chịu ăn đậu hũ. Chứ kêu mà ăn đậu hũ nguyên chất ăn không nổi. Nó bây giờ đậu hũ luộc chấm muối tiêu đi, mấy người mà quý vị ăn hoài được không? Nó nên từ nơi đó chúng ta bây giờ học Phật là cũng phải pha chế. Học pha chế làm sao mà đừng có mắc phương hướng giải thoát thôi. Sợ bị pha giết rồi nó bỏ tu luôn á. Hiểu không? Nên chúng ta là mục tiêu là giải thoát là quan trọng. Hiểu không? Vậy thì chúng ta từ nay học Phật Pháp rồi chúng ta đừng có khổ nữa.
Trong cuộc đời này chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi à. Có khi hôm nay chúng ta sống, ngày mai chúng ta chết queo rồi, khổ buồn cái gì bây giờ. Nên những đức nói rằng tôi chưa bao giờ quan niệm cái chuyện chùa cao Phật lớn là quá nặng nề. Tôi thấy rằng cuộc đời tôi đi tu 5 năm thì là ý nghĩa của 5 năm, còn 8 năm là ý nghĩa của 8 năm. Tôi không biết ngày nào tôi sẽ đi về đâu, nhưng cái chuyện đó là cái chuyện quá thoải mái. Nó đâu có gì đâu. Tại sao mình phải nặng nề vì cái chuyện của ngày mai hoài quý vị? Cuộc đời của người ta tại sao cứ khổ cái ngày mai hoài vậy? Bữa nay có cơm ăn thì nghĩ ngày mai không biết có cơm ăn hay không. Rồi bây giờ có việc làm thì suy nghĩ mai mốt không biết có việc làm hay không. Chúng ta cứ khổ mãi cho cái ngày mai. Chúng ta đừng nên nặng nề của cái ngày mai nữa quý vị à. Chúng ta nên sống của cái ngày hôm nay đi. Lời này không phải tôi nói mà lời này của Phật nói. An vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Phải không? Cái hiện tại nè, bây giờ bạn cứ suy nghĩ. Cái nguyên lý rất đơn giản thôi. Hôm nay bạn vui, bạn sẽ có năng lượng để ngày mai bạn vui. Ngày mai bạn vui, bạn vui của ngày mai cho nó chân thật, thì bạn có năng lượng của ngày mốt bạn vui. Còn nếu như hôm nay bạn không chịu vui mà bạn đợi ngày mốt vui, thì năng lượng này làm sao có để bạn đi tới ngày mốt? Năng lượng này ở đâu có cho bạn đi tới ngày mốt? Bạn đi xe từ đây lên thành phố, nếu như bạn không chạy bắt nguồn từ cái điểm của bạn đứng mà bạn chạy thì làm sao bạn tới thành phố? Bạn đứng đó mà bạn chờ ngày mốt đi tới thành phố thì cái chuyện này không có. Phải chi bạn chạy từ bữa nay tới ngày mốt thì sẽ tới thành phố. Nguyên lý của cái bắt nguồn thì chúng ta nên đặt cái bắt nguồn của ngày hôm nay để xây dựng niềm vui của ngày mai. Và ngày mai chúng ta sẽ có cái niềm vui của cả đời. Bắt nguồn từ cái điểm khởi đầu để có được niềm vui của một đời. Và khi cuối cuộc đời nó hội tụ niềm vui thì chúng ta niệm Phật sanh cực lạc. Tuyệt vời chưa? Bao nhiêu trăm con người ở đây mà người ta còn không bận tâm nặng nề mà. Nhân Đức từng nói với mấy bà già một câu: khi đói chúng ta có thể cùng đói chết hay không các cụ? Mấy bà cụ nói: con chấp nhận, con chấp nhận. Nên đúng không, trong chùa đông người bây giờ nó vui rồi, nó đã vui rồi, thì bây giờ làm sao? Khi đói chúng ta cùng đói được không các cụ? Các cụ nói: con chấp nhận. Nhân Đức nói: có nhiều người trẻ người ta rất muốn sống. Như vậy mấy bà già, mấy bà đã sống mấy chục năm rồi, mấy bà hy sinh đi. Nếu như chùa này đói, mấy bà chấp nhận cho tôi mặn thịt, bà chịu không? Bà già mới nói: con chấp nhận, con chấp nhận hy sinh. Tại vì con già quá rồi, sợ thầy mặn thịt con không còn thịt mà chỉ có da và xương. Nhưng Đức nói da và xương cũng được. Da thì chúng ta có thể kho tiêu, còn xương có thể hầm đu đủ. Thì coi, ở trong chùa tôi đã vui rồi, gặp một con người vui truyền lửa thì tất cả người trong chùa đều ai cũng vui. Dù là ít cơm ăn, ít áo bận cũng thấy vui nữa, quý vị thấy đặc biệt không? Vậy thì gia đình quý vị là gia đình truyền lửa là ai? Ai là người truyền lửa? Quý vị là người truyền lửa cho người ta. Mình là người học Phật, mình là truyền lửa cho gia đình mình đó. Người ta bất an, mình không bất an. Người ta không tự tại, mình tự tại. Mình luôn luôn là người tự tại. Vậy thì quý vị là người học Phật tuyệt vời, ai mà không học theo? Mình là người học Phật, mình là một người vợ tuyệt vời, một người vợ chiều chồng, chiều tất cả, chiều tất cả. Ồ, bây giờ sắp sửa đi đám cưới, anh muốn em sẽ làm kiểu tóc gì, đúng không? Anh muốn kiểu tóc nào? Kiểu tóc này em làm kiểu tóc này, không? Làm tóc đàng hoàng, anh bỏ tiền ra em làm thoải mái luôn, trang điểm thoải mái luôn, đúng không? Xong anh muốn như thế nào cũng được. Từ khi em học Phật tới bây giờ là như thế nào cũng được cả. Em chiều hết, chiều hết, đúng không? Nói chuyện với chồng ngọt, dịu, đàng hoàng, đặc biệt. Thì chồng nó nói từ khi học Phật tới giờ là vợ tôi số 1. Ngày xưa chưa học Phật thấy ghét. Bà càng học Phật bà lại càng số 1. Đúng không? Càng số 1. Thì cái tâm đó bị độ người ta đó. Chứ không phải nói rằng bây giờ con học Phật rồi, tôi học Phật rồi, bây giờ tôi phải giải thoát, tôi phải giải thoát. Ông đừng có đòi hỏi những việc vu vơ. Thì chồng mình nó nói: Phật ơi, Phật, tôi nói nghe tôi thù Phật lắm. Từ khi vợ tôi học Phật tới bây giờ, nó không có chiều chuộng tôi thù Phật, tôi thù ông thầy Nhật Đức. Ông thầy Nhật Đức ơi, tôi giết ông. Dính ông phá gia can của tôi,
Ngày xưa vợ tôi chưa hộ Phật, nó còn chiều tôi chút đỉnh. Từ khi ông hướng dẫn nó không chiều, nó không cho cái thứ gì cả. Tự nhiên mấy tóc dài đó cắt cục nghịnh, nó không chịu dọn dẹp gì cả. Mặt mày nó tèm nhem tuốt vuốt, nó nói nó giảng sanh. Nó giảng sanh, nó bỏ tôi. Ông thầy Đức ơi, tôi giết ông, tôi đâm ông lũng bụng. Vì nghĩ đi, từ nơi đó vị nghĩ đi, mọc quá quá. Đâu phải dạy con người ta giải thoát như vậy chợ. Giải thoát là từ như cái tâm mình, còn cái cảnh mà sống với chúng sanh chưa tu, phải hiện cảnh làm sao nó phù hợp. Thấy không? Nó phù hợp. Nó phù hợp từ từ rồi nó mê mình quá, rồi mình nói sao nó nghe vậy luôn à. Nó mê quá mà. Hiểu không? Nó mê quá thì mình nói sao nó nghe vậy thôi. Nhưng mà mình chỉ cần hiện tướng an lạc là quý vị nó mê chết được quý vị luôn á. Quý vị chỉ cần an lạc thôi là nó mê chết được luôn á. Thiệt á. Còn chỉ có cái là quý vị nặng nề thì nó không mê. Nặng nề mà nặng nề ai nói ngọt đâu mê. Quý vị mà vui vẻ rồi câu nói vì nó nhẹ nhàng vô cùng mà nói sao nói nó cũng có duyên, nói hay thì nó mê chết được à. Mà đó nó đã mê rồi thì nói sao nó nghe gì. Thấy không? Như bây giờ quý vị mê vậy Đức nói sao vì nghe vậy thôi. Đúng chưa? Chứ bây giờ mà không mê sao về đây ngồi cho đau chân chi chợ. Bây giờ nói sao không biết qua chợ nhưng mà nó mê. Từ nó nói từng chủ nhật nào cũng không gặp không được. Có cái cô đó cũng nói trời ơi chủ nhật mà con không vừa gặp thầy con nhớ thầy con chịu không nổi nữa. Nó bà nói nhỏ nhỏ bà nói chồng mà biết đó, nó giết bà đó cho đừng có nói đùa, đúng không? Nó từ nơi đó quý vị coi, con người nó an lạc, nó truyền lửa cho người ta như vậy đó quý vị. Nên mình là người học Phật mình biết thông tình đạt lý, chứ không phải nó chấp vào một cái gì đó mà mình bị nặng nề. Mình giải thoát là cái tâm của mình nó giải thoát nè quý vị. Làm sao nghe pháp vì hiểu được điều này đi quý vị. Học Phật rất tuyệt vời, hay lắm, nó càng học càng hay mà. Nó đâu có phải là buông xả cái chuyện tàu lao tầm bậy tầm bạ chợ. Cả tôi trong chùa mà có khi tôi còn sống tôi nói chuyện những câu rất là vui cho người ta nghe mà. Đó. Từ nơi đó quý vị biết rằng cái buông xả là mỗi một con người mình tự tâm mình thôi. Còn cái chuyện cái cuộc sống xã hội mình phải na ná phù hợp hết. Còn đem vào pháp áp dụng còn tuyệt vời nữa không. Đó. Nên cái buổi chia sẻ như vậy nè nó cởi mở biết bao nhiêu chưa. Rồi một chút chúng ta lễ Phật đi một thời rất ít rồi ra phóng sanh. Nhưng mà nó đặc biệt lắm vì nó cởi mở tâm tư. Quý vị coi á. Nước nó muốn qua một cái đường ống thì nó cần phải thông ống trước. Nước nó mới thông, nó mới chảy mạnh qua đường ống kia. Quý vị bây giờ muốn nước nó qua bên kia mà đường ống nó bị nghẹt, quý vị cứ tấp nước xuống thì nó tràn tùm lum. Trước nhất chúng ta muốn nước nó chảy qua bên kia thì chúng ta phải thông cái ống nước. Vậy thì muốn con người chúng ta tu được an lạc thì trước nhất phải thông tâm. Hiểu không? Thông tâm nè. Rõ ràng Phật Pháp giúp chúng ta hiểu lý vô thường, từ nay không còn khổ nữa. Đó, phải không? Thông tâm á, thông tâm nên không còn khổ nữa. Có một cái cô đó, cô đến chùa mình cô tu. Cổ thì còn trẻ, mà giữa cổ với chồng cổ hết duyên với nhau á. Thì vợ cũng đi đến đây tu, mà chồng cũng đi tu, thì không còn duyên đến với nhau, nhưng mà đều đi đến đây tu. Thì cổ muốn cổ muốn đi về miền Tây. Cổ đi về miền Tây, cổ đi phóng sanh. À, hồi xưa mà còn ở bên nhau thì mỗi lần đi là hai chồng đi chung, dẫn đoàn đi nha. Sau này cái cổ định về miền Tây, cái những đứa hỏi cổ, những đứa nói: chị, chuyến này đi có rủ anh nó đi chung không? Rủi mà rủ. Nhắc tới là thấy bực mình rồi. Vì đứa nói: ô chị đừng có nói vậy nghe. Dù cỡ nào đi chăng nữa còn tình bạn chứ. Ngày xưa dù cỡ nào cũng chồng mình, bây giờ mình đi thì kệ, hồi xưa họ cũng đi chung, bây giờ thì có dịp mình đi thì mình cũng rủ một tiếng anh có dịp đi về miền Tây phóng sanh. Hồi đó thì mình cũng là vợ chồng đi chung với nhau không, mà bây giờ dù cỡ nào cũng bạn bè, anh cũng biết tu, thôi chuyến này tôi đi anh có muốn đi chung không, đi thì dẫn đoàn đi chung, chúng ta mỗi người thì đều vì Phật Pháp thôi, đừng nhắc chuyện ngày xưa thôi. Đúng không? Tự nhiên quý vị thấy cuộc đời nó sống nó tuyệt vời không? Mà nó cởi mở cái chỗ này rồi thì tự nhiên quý vị gặp mặt nhau nó không có cái đơ nữa. Tại vì sao người thật sự mà nói trong cái cõi đời này, thật sự mà nói trái đất tròn thì đi đâu cũng gặp mà. Chúng ta đã là trái đất tròn, ở trong trái đất tròn này đi vòng vòng cũng gặp à. Nên chúng ta làm sao mà trước nhất phải cởi mở hết những cái gì mà trong lòng, không vừa ý nhau. Cởi mở đi để khi gặp nhau cái ai vậy đâu Phật. Nó đặc biệt hơn là gặp nhau mình đang cười, tự nhiên nó đưa cái mặt trước mặt mình, cái mình đang cười. Chị bữa nay sắp sửa đi phóng sanh, đi đến chùa hộ pháp, đi tu này kia, đi vòng mình nói chuyện chị em rất là vui, tự nhiên nó lạ ngay trước mặt mình, nó đứng ngay trước mặt mình quay là mình gặp.
đang vui mà gặp cái mặt cái thế mới ghét. Mấy cô cái hỏi ai à? Chồng cũ. Quý vị thấy nó kỳ cục ghê. Tại sao chúng ta không cởi mở chỗ này ra? Chúng ta khi sống với nhau còn không sống với nhau, đừng nên hận, đừng nên ghét. Dù cỡ nào nó cũng có những kỷ niệm xa xưa mà. Chúng ta cần gì phải ghét nhau làm chi quý vị, đúng không? Có những lúc mà con thương khi thương nhau chúng ta cũng mặn nồng vô cùng mà. Thì bây giờ chúng ta dù là chú Khoa không còn gì nữa, nhưng mà đừng nên để trong tâm những cái ngược lại để làm cho nhau phải tạo nghiệp với nhau làm chi, đúng không? Nên quý vị là người học Phật, dù là bây giờ mình không còn duyên với chồng hay với vợ, nhưng quý vị nên đối đãi bằng cái tình bạn, vẫn là có một cái tình nghĩa của giữa con người với con người đang sống trong cái cuộc đời này, hiểu không? Nếu vậy thì nó đẹp quá. Nên Phật Pháp dạy chúng ta đẹp đời đẹp đạo là như vậy quý vị, chứ đâu phải là dạy chúng ta một cái tiêu cực gì đó để sống, rồi để gặp nhau để sanh phiền não cho nhau ha. Nên Phật Pháp hay lắm á chàng. Từ khi học Phật tới bây giờ nhận đức có khi gầy người này gầy người kia, nhưng như đức chưa bao giờ buồn ai chứ, là ầm ầm vậy, nhưng mà xong rồi thôi, tôi không có để trong tâm gì. Làm được điều này đó quý vị. Nên thường là những đức ưa vui lắm. Nên mong rằng tất cả những người nghe Phật Pháp á, từ người ngồi đây và khắp nơi nơi được nghe, ai cũng là người sống vui vẻ tự tại. Đã học được Phật Pháp rồi thì đừng nên khóc, đừng nên khổ nữa. Vì khóc và khổ không giải quyết được vấn đề. Nó là một tư tưởng tiêu cực để làm cho mình càng khổ đau thêm. Con người càng tiêu cực thì càng quắn đi, không bao giờ mà bước ra được. Nó quắn cuộc mình lại, nó không thể nào bước ra được. Nên chúng ta là người học Phật có thể sở được cái việc mà phiền não là ngay cái chỗ chúng ta phải mở tâm lượng ra. Tâm lượng nó rộng ra thì cái việc nó không bị tồi túng. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng một việc gì đó chúng ta sẽ bị bế tắc. Tất cả những gì ở trong cái cuộc đời này đều có thể sở ra được hết. Không có việc gì mà không sở được hết. Chỉ có cái nhìn thấu buông xuống thì việc gì cũng giải quyết được. Hiểu không? Dù ai bỏ rơi mình, dù ai đối xử tệ bạc với mình, dù ai gạt gẫm mình, tất cả những sự việc này đều có thể cởi mở được hết. Nó không có phải là tiêu cực nặng nề. Bây giờ mình giàu sang vô cùng mà đùng cái mình không còn tài sản gì nữa hết, cũng vẫn sở được. Sở được là ở đâu? Chùa Hộ Pháp. Đúng không? Bây giờ tất cả các cô ngồi đây, các chú ngồi đây, lỡ mà vợ mình, chồng mình nó đá đít mình, nó không cho mình sống với nó nữa, hoặc là nó đi theo đứa khác, bây giờ mình trở thành kẻ đơn côi, không có tiền bạc gì, khổ đau vô cùng. Quý vị nói đây là cơ hội. Cơ hội để mà buông xuống vạn duyên, để tu hành, đúng không? Thì đi đến đấy. Nó là cơ hội đủ duyên thiệt luôn á. Chứ chưa bao giờ mà nói kêu người ta mà tự nhiên bỏ gia đình người ta mà đi tu nghe. Nhưng nếu người ta bỏ rơi mình, người ta bỏ mình, người ta không cần mình nữa, vậy là mình đã hết nợ với người ta rồi. Mà đã là hết nợ thì mình rất tự tại. Khoảng đời còn lại của mình sẽ nuôi người già, mình sẽ ở trong chùa, mình sẽ hát bản tình ca A Di Đà Phật. Đúng không? Quá tuyệt vời rồi, đấy chưa? Quý vị thấy chưa? Quý vị biết nhận đức là quý vị sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Tại vì sao? Vì chúng ta có cơ hội hát bản tình ca mỗi ngày luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đúng không? Đâu còn cô đơn nữa quý vị. Nên tất cả các cô, các chú sống trong cuộc đời này nghe, gặp Phật Pháp chúng ta đều giải quyết được hết tất cả những vấn đề rắc rối trong cuộc đời này, đều giải quyết được hết. Có những đứa bé nhỏ mà nó đi đến chùa, mình thấy cái thiện duyên con nít mà đặc biệt. Như nãy từ bên kia nhà Đức đi qua, thấy có một đứa bé nhỏ đứng gặp mình chắp tay A Di Đà Phật chút xíu. Nhà Đức nghĩ chắc chừng 3 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi gì dữ lắm. Nhưng mà cái thiện duyên đặc biệt. Nên rõ ràng con người mình á, cái duyên là từ khi còn nhỏ được dạy, từ khi còn nhỏ được rèn luyện. Giống như chúng ta mỗi lần chia sẻ Phật Pháp, vì sao chúng ta niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni? Nếu như Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà Ngài không đến thế gian thì làm sao chúng ta nghe được Phật Pháp? Nên mỗi lần chúng ta chia sẻ Phật Pháp là cầu Phật gia hộ, chúng ta niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tại vì Ngài là giáo chủ của cõi Ta Bà này, mà chính Ngài dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật á. Thí dụ như giờ mình về đây thì cái thời công phu niệm Phật của mình nó cũng không có nhiều đâu, kèm vào cái chỗ chia sẻ Phật Pháp của những đức. Nhưng quý vị phải nhớ rằng cái chỗ chia sẻ Phật Pháp cực kỳ quan trọng. Vì sao? Vì chúng ta tu tinh tấn và tu mà không bỏ tu, và chúng ta an lạc tu, và chúng ta không phiền não, không buồn trách người khác, là từ ngay nghe Phật Pháp. Từ ngay cái chỗ nghe Phật Pháp nó mới cởi mở được tâm tư. Và khi hiểu được cái nguyên lý của cái niệm Phật lợi ích thì lúc đó mình mới chân thật mà niệm Phật.
Nên chỗ mà chia sẻ Phật pháp là nó cởi mở tâm tư. Thí dụ như có những người nói ô niệm Phật thì niệm phước cho rồi đi, mình nghe Phật pháp làm chi nữa. Vậy đó mà không nghe pháp thời gian nó bỏ tu đó. Nó rất dễ bị dao động. Mà nếu như quý vị nghe quá nhiều nó cũng dao động luôn. Vì nó mất phương hướng mình. Mỗi người là một cách chia sẻ, mình không biết làm chỗ nào. Nhưng gom mỗi người mình làm chút thì mình làm với từ từ mình. Mình làm nó không đạt được mục tiêu thì cuối cùng mình cũng nghỉ tu luôn vậy đó. Vì nó tạp, nó loạn mình, nó làm mình tu không được nữa. Nên tại sao mà chúng ta chia sẻ Phật pháp nó cô động quý vị? Cứ nhắc ngay câu Phật hiệu, tại vì nó cô động ngay câu Phật hiệu để cho mình thấy được cái lợi ích này để mà nó thúc đẩy mình tu. Thúc đẩy mình hoài để mình tu. Nên hai buổi chia sẻ Phật pháp của những đức nó cực kỳ quan trọng cho người tu tịnh độ. Nó rất là quan trọng cho người tu tịnh độ mà nó rất là cô động. Mà những đức nói rằng từ đây mãi về sau người ta vẫn nghe được luôn. Tại vì trong cái chia sẻ Phật pháp của mình, quý vị để ý nè. Thí dụ như ngày xưa những đức biết một vị thầy, vị này chuyên giảng về nói công đức. Có nghĩa là cái gì vị này cũng thường nói về công đức, rất là nhiều công đức, toàn là công đức. Nên chúng sanh rất là mê công đức, nhưng nó vẫn bị dính vào công đức. Là mê làm cái đó là có công đức, là tâm nó chấp vào cái đó là giống như mình làm là nó có được như vậy mình mới thích làm. Hiểu không? Đó là cái dẫn dắt sơ cơ quý vị, hiểu không? Còn bây giờ là mình nói về cái nguyên lý của cái lợi ích về giải thoát và an lạc tâm. Mà mình không có đặt vấn đề vào cái chỗ bây giờ phóng sanh đây là đại công đức hay là cái việc đó là đại công đức. Không có nói gì công đức quá nhiều mà mình nói rằng cái lợi ích của nội tâm. Đó là nuôi cái tâm giải thoát quý vị. Khi người ta nuôi được cái tâm giải thoát thì tự nhiên nó sanh công đức. Còn nếu nó chạy theo công đức mà khi nó sanh phiền não cái nó không có công đức miếng nào chứ. Mà là tham công tham đức. Mà đã là tham nó không có công đức. Hiểu không? Đó, nên từ nơi đó mà mình nghe Phật pháp mình phải để ý. Mỗi người cũng có một cái cách để dẫn dắt. Riêng những đức chia sẻ Phật pháp ít bao giờ những đức nói về cái công đức quá nhiều lắm. Nhưng mà những đức nói rằng là chuyển tâm. Có nghĩa là chuyển tâm. Thay đổi những cái ý niệm không phải. Thí dụ như giờ phàm phu như mình ai cũng có cái bực bội khó chịu, nhưng mình có thể tu hành mình thay đổi. Thay đổi từng sát na, chuyển biến từng sát na những cái điều mà chúng ta không vừa lòng không vừa ý. Và chúng ta không có đặt nó vào trong tâm để quay nhiều quận. Mà chúng ta khi vừa có một cái gì bực bội khó chịu hay là một cái điều gì sai, chúng ta là người niệm Phật có thể chuyển đổi cái tâm đó hoàn bình. Nên mới nói là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nhớ chỗ này quan trọng dữ lắm luôn đó quý vị. Nên cái bài học tập của chúng ta là Phật pháp giúp chúng ta hiểu lý vô thường, từ nay không còn khổ nữa. Nếu như chúng ta học Phật, chúng ta nghe pháp, chúng ta hiểu được lý vô thường thì từ nay không còn khổ nữa. Tại vì cái lý vô thường nó là không tha cho ai hết trơn á. Mình không hiểu lý vô thường thì mình khổ hoài, chứ mình mà hiểu lý vô thường mình không có khổ. Đối với vợ, vì chồng, vì con, vì cháu, vì thân bằng quyến thuộc, nó là điều vô thường. Đủ duyên nó hợp mà hết duyên nó xa. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng nó là vĩnh cửu nên chúng ta khổ vì nó. Chúng ta nghĩ rằng bây giờ con cháu của mình là chính mình, phải làm sao đó để giúp cho con cháu mình nó thành tựu trong cuộc đời của nó này kia được. Nhưng mà thật sự thì cái nguyên lý của nhân quả nó có sẵn. Thí dụ như một đứa bé nhỏ nó đứng như vậy, nó biết niệm Phật như vậy, nhìn thì thấy cha mẹ dẫn dắt con đi tu là nó được cái duyên dẫn dắt, rồi rèn luyện nó mới tu vậy. Chứ thật sự thì cái nguyên lý của nó là nhân quả nó có sẵn. Cái nhân, cái duyên của nó có sẵn hết trơn, mình chỉ cần là khơi dậy thôi là tức khắc nó đến cái điểm gì đó. Còn cái đứa mà nó không có duyên như vậy rồi quý vị cố gắng nuôi đời này nuôi nó không xong nữa. Tại vì quý vị chỉ kết duyên cho nó chứ nó không tiếp nhận, vì sao nó không có cái duyên đó mà. Quý vị chỉ là kết cái duyên để nó gieo cái hạt giống này, đời nào kiếp nào nó hội tụ thôi. Tại vì đời này nó chưa có chín mùi. Còn một đứa bé nó nhỏ mà nó đứng nó ngồi như vậy, nó nghe mình giảng pháp, hoặc là nó đứng nó gặp mình nó chắp tay nó ai với Đà Phật, đó là thiện duyên chín mùi. Nên mình chỉ cần khơi dậy nhẹ cái thôi là nó phát triển luôn. Nên mình phải tin chỗ này, nên mình hiểu được cái nguyên lý này. Mình không có khổ vì cái chuyện nào là tại mình không được dạy con kỹ lưỡng, hay nguyên lý này kia, nguyên lý nọ. Mình đặt vào mình rồi mình nặng nề, mình nói tại mình nên con mình bị như vậy đâu. Hoặc là cái việc này là tại mình nên bây giờ nó xảy ra chuyện như vậy. Thật sự mà nói thì theo cái lý vô thường thì nó có cái nhân cái quả rõ ràng hết trơn rồi. Nó đâu vào đó hết trơn. Nên chư tổ sư nói rằng là khi mình giảng sanh về thế giới cực lạc á, thì chúng ta sẽ biết rõ tất cả chúng sanh chừng nào là họ tu tịnh độ, chừng nào họ buông xuống vạn duyên, chừng nào họ giảng sanh về cực lạc. Nó rõ ràng đâu vào đó hết trơn hoàn toàn.
chứ không phải là tự nhiên bỗng không rồi chúng ta đến chúng ta giúp họ rồi họ tự nhiên họ tu, họ được giải thoát. Nhưng mà nhân duyên chín mùi đến lúc đó như vậy rồi chúng ta đến chúng ta chia sẻ, chúng ta khuyên họ, rồi họ đủ nhân duyên chín mùi, họ tiếp nhận, họ tu, họ được giải thoát. Đâu vào đó hết trơn rồi. Nên từ nơi đó nếu mà không có duyên, quý vị có cố công làm cũng bằng không à. Nhưng chúng ta sống trong cái cuộc đời này là phải phát tâm. Cái phát tâm đó nó sanh phước á. Nhưng mà trong cái phát tâm thì chư Phật dạy mình là tùy duyên á. Trong cái phát tâm mà tùy duyên á thì nó thấy rất tự tại. Còn nếu trong cái phát tâm mà nó phan duyên thì sanh phiền não. Thấy không? Nghĩ rằng là mình làm mới được, mình như vậy mới được thì nó sanh phiền não dữ lắm. Nên mình hiểu được cái lý vô thường thì từ nay chúng ta không có khổ nữa đâu. Bây giờ quý vị coi trong cái cuộc đời này nó khổ quá nhiều rồi, bây giờ mỗi ngày chúng ta sống khổ nữa thì sống làm chi? Mỗi ngày sống khổ thêm nữa thì nó không có lợi ích gì, sống chi bây giờ? Tại sao chúng ta không tập học Phật Pháp để chúng ta sống cho nó vui đi? Cái tuyệt vời của Phật Pháp là gì? Là cho chúng ta được niềm vui. Mà niềm vui mà cho chúng ta có được không phải là tiền bạc nhiều, không phải giàu sang. Mà niềm vui cho chúng ta là hiểu lý vô thường, hiểu định lực nhân quả. Rồi chúng ta sống những ngày tháng chấp nhận nên chúng ta vui thôi. Thí dụ như ngày xưa bây giờ, mình thí dụ như mình cũng có tiền, cũng có cuộc sống. Nhưng mà mình nghĩ rằng mai mốt lỡ không có tiền, không có cuộc sống thì sao? Cuối cùng mình cũng khổ. Bây giờ mình học Phật rồi, tự nhiên ngày hôm nay mình có cơm ăn áo bặn, thì mình chấp nhận của ngày hôm nay có cơm ăn áo bặn. Có nhiều thì cũng được, mà có ít thì cũng được. Mình biết đủ thường vui. Đó là hiểu lý vô thường. Từ nay không còn khổ nữa. Phật Pháp là nó hay tuyệt vời ngay cái chỗ là nó cởi mở tâm tư cho chúng ta. Nó cởi mở tâm tư cực kỳ hay luôn. Và chính chúng ta sẽ hiểu biết được rằng cuộc đời này không có nên sống khổ. Thí dụ như những đức kể câu chuyện mà mấy bữa trước những đức coi, nguyên một cái tiệm bánh 6 người như vậy đó, tự nhiên cái chiếc xe hơi ở ngoài nó tông vô một phát, nguyên cái tiệm bánh nó sập xuống, nó đè nằm vẹp ở trong đó chứ. Cái môi xà bằng ra để kéo cái người ra. Đang đứng bình thường vậy, tự nhiên cái ầm một phát là nó bánh chành hết trơn. Chiếc xe, cái đầu xe bánh chành cho nó đụng cái bà đó văng vào trong kia, sập xuống đè vẹp hết chứ. Mấy người lớn, hai ba đứa nhỏ thì có nằm vẹp trong đó chứ. Có ai ngờ được sự việc gì xảy ra. Rồi quý vị coi cái đoạn mà phim ngắn mà nó quay bên Trung Quốc bên mà cái chiến máy bay mà nó chết 100 mấy chục người coi. Nó quay lên những cái tiếp viên hàng không, người nữ đẹp đẹp, cao cao, không mà nhìn nó học thức đồ, nó mới thi được vào trong cái tiếp viên hàng không đó, đâu có đơn giản đâu quý vị. Rồi trên cái chuyến bay đó bao nhiêu có người giàu sang, có khi giám đốc công ty xí nghiệp đồ. Ai mà biết, ai mà ngờ được cái chuyện tự nhiên cái chiếc máy bay này mà gọi là máy bay chất lượng, rồi máy bay không bao giờ xảy ra tai nạn này kia. Mà ngày đó tự nhiên bây giờ 100 mấy chục người đi lên chiếc máy bay đó, tự nhiên nó cộng nghiệp ngày đó, cái tự nhiên nó đang bay vậy, cái tự nhiên trên nó gớt xuống, cái nó nổ cái bùm chết queo chứ. Cái cuộc đời này quý vị thấy nó vô thường không? Cái cõi đời này quý vị thấy nó quá vô thường không? Bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây gì, bây giờ một chút chúng ta cũng không biết làm sao nữa. Hoặc là bây giờ quý vị coi như cái chiếc máy bay đó lên, ai nghĩ nó cái gì xảy ra đâu. Ta có khi đang ngồi coi báo, đang ngồi đồ nghe nhạc, đồ chơi tình. Khi trên máy bay nó cũng có cái này kia, chúng ta có khi coi này kia, chúng ta chơi trên thoải mái, ngồi để chờ xuống thôi chứ ai nghĩ gì đâu, đúng không? Vậy mà tự nhiên nó đang bay vậy, tự nhiên trên nó rớt xuống, cái bùm, cái nó không còn xác người nào còn tồn tại chứ. 100 mấy chục người luôn. Nó bao nhiêu con người, người ta học thức, người ta có điều kiện, người ta giàu sang. Rồi cuối cùng nó như vậy, được cái gì đâu. Nên cuộc đời con người chúng ta khi tiếp nhận Phật Pháp rồi, quý vị coi, chúng ta không có lao mãi theo cái vật chất, chúng ta không có lao theo cái dòng sống của cuộc đời quá nặng. Bây giờ đơn giản tới cái chuyện mà bây giờ đi tu hành những chiếc gia những đức thôi. Bây giờ cũng không khéo cũng phải dính chùa cao Phật lớn nữa chợ. Phải đấu đá tranh giành chùa cao Phật lớn nè. Quý vị coi, đời thì tranh theo đời, mà đạo thì tranh theo đạo, nên Phật nó là đấu tranh kiên cố. Quý vị coi, đời tranh đời, đạo tranh đạo nè. Rồi sự hơn thua đấu đá, bao nhiêu thủ đoạn ở trong chùa nè, bao nhiêu cách thủ đoạn để mà giành giật cái chùa chiền với nhau nè, rồi bao nhiêu thủ đoạn để giành cái danh trong đây nè. Quý vị nói chào chào đi tu cạo đầu trong đây mà cái danh gì trong đây? Cái danh cái lợi trong đây lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu quý vị biết đó. Ở ngoài đời thì kiếm theo cách tiền của ngoài đời, vô chùa kiếm tiền của cách ở trong chùa. Học Phật Pháp rồi cách kiếm tiền của cách Phật Pháp. Đọc kinh giáo kiếm tiền theo lời dạy trong kinh giáo. Nếu là giác ngộ thì kinh giáo hoàn toàn là giải thoát. Không giác ngộ thì kinh giáo trở thành thủ đoạn. Các vị biết đó. Tôi nói cho vị nghe là 100% luôn đó.
Nếu như không có tâm giải thoát và kinh giáo mà trở thành thủ đoạn thì bị xử của người này cực kỳ khó. Vì họ cực kỳ thông minh, họ còn hơn thế tục. Thế tục quý vị thông minh không bằng cái người học qua kinh giáo mà thông minh đâu. Cái người mà học qua kinh giáo có Đức Phật mà chịu thủ đoạn rồi quý vị không có cửa đâu. Không có cửa đụng với họ đâu. Nên họ gạt quý vị là quý vị tới chết quý vị vẫn không thể nào biết họ luôn. Họ đạt đến trình độ như vậy đó cho quý vị biết. Nên nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Nên nói cái chuyện mà mình mà đi tu đồ mà mình nói rằng là trời con cháu mà đi vô chùa tu vậy là mình thấy mình mừng, mình vui. Trời, có bà có phước thì ghê, có con đi tu chưa chắc đâu cho quý vị biết. Quý vị đi tu gặp được cái chỗ làm sao tu, gặp được cái nơi nó thật sự hướng dẫn quý vị tu có lợi ích, hay là quý vị gặp một cái nơi tu nó chỉ dùng quý vị, nó xem quý vị như một công cụ để sử dụng, thì quý vị nghĩ như sao? Có không? Sống có. Trời ơi, hình như là nó thật sự với quý vị á, trong 10 ngón tay nó vớt hết 9 ngón rồi cho quý vị biết á, quý vị tìm đâu ra được á, cơ hội nhiều đó. Nó trong á, bao nhiêu hàng vạn người xuất gia quý vị tìm ở đâu ra được á, 100 người nó, từ nơi đó con số nó quá ít, quý vị cơ hội đâu để gặp đây, cơ hội đâu để gặp, chỉ có cái nhân viên mình đặc biệt nó tự chiêu cảm thôi, chứ không có đi tìm ở đâu ra nổi hết trơn á. Bây giờ người tu ai cũng là người tu, nói chuyện ngon lành thì ai cũng là nói chuyện ngon lành, quý vị biết không? Bây giờ màu trắng toàn là màu trắng, nhưng mà cái sậm đen bên trong quý vị có nhìn ra không? Chúng ta là cặp mắt phàm phu, có ai mà nhìn ra cái sậm đen bên trong đâu. Nhưng mà nó chỉ ảo một ngoài một chút màu trắng, còn bên trong là sậm đen hoàn toàn hết trơn, làm sao chúng ta tìm ra? Chỉ có đúng cái nguyên lý là nhân quả chúng ta là đặc biệt thì chúng ta có thể gặp được nhân duyên tuyệt vời thôi. Còn ngoài ra bây giờ không tìm đâu nổi nữa chứ. Nên những đức nói chân thật với quý vị nghe một câu, nếu như quý vị đã gặp được Phật pháp, gặp ngay tịnh độ, quý vị đừng có đi tìm nữa. Quý vị đừng có đi tìm ở đâu nữa. Những đức nói 100% với quý vị nghe, nếu như những đức mà không có chùa chiền gì ở, những đức có tìm chùa nào hết trơn á, không có tìm một thầy nào nữa hết trơn á, những đức sẽ ở một nơi nào đó âm thầm mà niệm Phật, không có tìm ai hết trơn á. Vì sao? Không có tìm ra, không có tìm ra đâu chứ quý vị biết á. Trời ơi, tôi là người xuất gia mà tôi nói vì không tin hả? Tại vì sao? Vì tôi biết cái lý vô thường, tôi không có sợ gì cả. Tôi biết được cái lý vô thường, cuộc đời ai cũng sẽ sanh và chết. Nên sống ở cuộc đời này vài câu thật thà một chút đi, hiểu không? Nó, quý vị đừng có đi tìm nữa, trời ơi, không có tìm ra đâu. Nó đơn giản thôi, lúc bình thường thầy trò trò đúng không? Dịch bệnh cái đi, thầy cũng mất tích, trò cũng mất tiêu. Trời ơi, lúc bình thường con này kia đồ đi vòng vòng đi chơi này kia con đúng không? Dịch bệnh một cái, phương pháp tu quý vị còn chưa có nữa, chứ nó thầy trò mạng ai thế giữ đi con. Từ những cái trận dịch bệnh này thôi là chúng ta nhìn cái lý vô thường, là mỗi một con người chúng ta lo tu rồi quý vị còn chạy trong hình tướng chi cho nó mệt. Nên chúng ta đưa lên phương pháp tu gia đình đó là một cái gì? Một cái đó là cái nghĩ của 7 năm về trước, nhưng Đức đã suy nghĩ ra đấy. Phương pháp tu gia đình là 7 năm về trước nhưng Đức đã nghĩ rồi đó quý vị. Và 7-8 năm về trước Nhân Đức đang nghĩ cái chuyện là đem Phật pháp cấm từng nhà rồi đó. Thì Nhân Đức biết Phật pháp cấm cái chỗ đông người chưa chắc đâu. Từ nơi đó mà đem cấm từng nhà, còn quý vị về đây tu nó lợi ích cực kỳ lớn. Đó là quý vị nghe được. Có những người ta mới tu, người ta gặp đông gì người ta vui. Rồi người ta ngồi trong đây là bị nhiếp thọ. Rồi người ta đem phương pháp về nhà người ta tu, áp dụng lợi ích. Và kết duyên rất rộng ở trong đây. Đó là chúng ta đi đến đây để kết duyên tu phước tu duyên. Nhưng mà cái người tu lâu quý vị phải nhớ rằng, đừng bao giờ nghĩ rằng bây giờ tôi tu lâu, bây giờ những cái chỗ đông người gì đến chi. Có cái bệnh này nghe, có cái bệnh rất nhiều người tu lâu bị dính cái bệnh này cho quý vị biết đó. Tu lâu rồi ban đầu mới học Phật, đến chùa là lễ Phật liền, gặp người ta tu nhào vô tu liền, gặp nghe pháp vô nghe pháp liền. Vậy mà tu lâu rồi như thế nào? Không ngồi nghe pháp, không vô tu chung luôn. Vì sao? Ở đâu cũng tu mà cần gì vô đó làm chi. Trời ơi, bao nhiêu người bị bệnh này luôn chứ quý vị biết đó. Bệnh này là bệnh đa dạng của người tu lâu luôn đó. Xin thưa quý vị, tôi 10 năm, 20 năm nữa tôi vẫn là cái gì? Tôi thấy 10 người niệm Phật tôi cũng lợi, tôi lễ niệm Phật một chút nữa. Tôi thấy bao nhiêu người tôi cũng lợi. Tôi thấy người cùi đuôi niệm Phật tôi cũng lợi nữa. Tại vì sao? Tôi phải kết duyên với tất cả chúng sanh mỗi nơi mỗi chỗ. Tôi phải kết duyên, tôi phải hạ mình, tôi vô đó tôi tu hết. Thì tôi là phàm phu, người ta cũng là phàm phu, chúng ta đều là phàm phu. Chúng ta không có ai hơn ai cả. Từ nơi đó chúng ta đừng có nghĩ mình tu lâu là mình hơn gì cả. Tu làm sao mà hạ cái ngã xuống, để mình phát cái tâm giải thoát đó là tu đúng rồi đó.
Dù là tu lâu bao nhiêu đi chăng nữa, biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà cái quan trọng là hành trì. Bạn có hành trì hay không? Cái quan trọng là hành trì. Là hành trì cái gì? Hành trì là bạn khi gặp chuyện phiền não bạn, bạn có ôm chấp hay không? Bạn buồn giận người ta có buông xuống mau hay không? Rồi bạn mỗi ngày bạn nói tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, bạn có tính nguyện, bạn có phát nguyện sanh cực lạc hay không? Những cái điều này xem lại thời gian tu lâu của mình thì tự nhiên mình sẽ có kết quả trong con đường tu hay không, là tự mình nhìn nhận ra liền. Nên những đức nói rằng quý vị mà gặp ngay tịnh độ, gặp ngay người chia sẻ tịnh độ mạnh dạng cho quý vị nghe, cứ nắm chắc câu Phật hiệu đi, cứ chân thật nắm chắc câu Phật hiệu đi, niệm đi, đừng bao giờ đi tìm cái gì nữa hết trơn á. Những đức nói thật, những đức đã gạo sơ qua hết trơn rồi, những đức đã gạo tương đối rộng để tìm hiểu coi thử coi hiện tại những đạo tràng nào đặc biệt chia sẻ tịnh độ, mà chia sẻ làm sao mà dưới căn tính nào cũng vô tu được, mà tu mà nó không bị trở ngại về những sự việc mà bỏ nhà bỏ cửa này kia đâu. Những đứa đã gạo sơ qua không tìm ra cái bị à. Có những người cũng chia sẻ tịnh độ mà mình nghe cái là tự nhiên mình muốn bỏ nhà bỏ cửa, tự nhiên mình muốn chấp vào cái công phu, mình không muốn làm gì nữa, rồi lâu ngày cái tự nhiên bỏ cuộc luôn, nghỉ tu luôn. Nên những đức phải đưa ra một cái phương án tu làm sao mà mỗi một căn tính con người từ chùa chiền cũng tu được, mà xã hội cũng tu được, làm việc cũng tu được, công việc nhiều cũng tu được, mà công việc ít cũng tu được, con nít cũng tu được, mà bà bầu cũng tu được, mà bị đê cũng tu được. Tại vì sao? Vì tịnh độ này là tam căn phổ độ phàm thánh tệ thâu, nên cái căn tính nào cũng phải vô được. Bậc thượng cũng tu được, mà bậc trung cũng tu được, bậc hạ cũng tu được, như vậy thì mới được. Còn nếu như nó có trở ngại thì như vậy thì bạn chia sẻ Phật pháp tịnh độ này là bạn chia sẻ như vậy là sai rồi, không đúng. Tu tịnh độ là căn tính nào cũng tu được, như vậy thì mới đúng. Có nghĩa là ai cũng vào được hết chứ có lợi ích hết là đúng rồi đó. Nói quý vị coi như chùa mình nè, con nít thì tu của con nít được ha, người lớn thì tu của người lớn được, bà già tu của bà già được. Quý vị vô chùa mình, quý vị để ý đi, mấy bà già xi cầu que đi không nổi, tới giờ tu ẩm qua để ghế cũng tu được thờ tiếng mấy. Mấy bà chống gậy thì cũng qua bên tu được tiếng mấy. Còn người khỏe lên đây tu được gần 2 tiếng. Con nít tu được 40 phút, quý vị coi đó. Ai cũng tu được, không có một chút trở ngại gì. Như vậy là đúng rồi đó. Tịnh độ như vậy là tuyệt vời rồi đó. Đó, nên từ nơi đó mà ở nhà cố gắng dụng công, sáng tối hai thời, siêng năng, tinh tấn. Đừng có nên giải đãi hai thời đó. Rồi mỗi ngày cứ cái máy bấm số này, những cái trò chơi nhỏ nhen này mà tuyệt lắm. Đừng có nói mà đơn giản. Từ khi phát triển cái máy bấm số này tới bây giờ đó nghe, là chùa mình nó rất là nhiều cụ đi đặc biệt tuyệt vời đó. Nó mỗi ngày tu mấy thờ kia rảnh là cứ bấm số niệm Phật, bấm số niệm Phật, bấm số niệm Phật. Thí dụ như bây giờ một số người trẻ trẻ ngồi đây nè, phải chi mà họ đừng có bấm điện thoại mà họ bấm số niệm Phật, thì sự thành tựu cuộc đời họ lớn cỡ nào chưa? Sự thành tựu cuộc đời họ lớn cỡ nào chưa? Họ bấm điện thoại cuộc đời họ không có tương lai đâu. Chứ vị biết đó, 100% với vị luôn. Nếu cái người mà ghiền điện thoại ai học giỏi không? 6-7 năm nay những đức không xài điện thoại, những đức mới có được tâm an lạc nè. Nếu như những đức mà cầm điện thoại thì một ngày bao nhiêu người gọi sao những đức niệm Phật đây? Những đức đang niệm Phật đã gọi điện thoại sao những đức niệm Phật đây? Coi cái ngôi chùa mà chúng những đức nuôi mà 700-800 người như vậy mà còn xây dựng mà những đức còn không xài điện thoại. Nói với vị coi phải là cái công đức niệm Phật thù thắng không? Đây là xác thực 100% nè. Áp dụng rõ ràng luôn đó. Rồi không có đi đâu quanh năm suốt tháng, không đi đâu cả, viết thành một cái thói quen an lạc từ tâm, từ ngay một chỗ phát được cái sự an lạc từ tâm luôn, có đi đâu chơi đâu. Nói vậy coi á, nếu như mà những người trẻ mà không bấm điện thoại mà bấm cái máy niệm Phật này thì hay quá, cuộc đời của họ thành tựu cực kỳ lớn luôn. Họ niệm Phật viết rồi họ trở thành con người chân thật liền. Chư tổ sư dạy một câu rất là hay, người thông minh á thì cũng nên dạy chân thật, mà người ngu si cũng nên dạy chân thật, người trí tuệ cũng dạy chân thật, bất cứ hạng người nào cũng vậy, chân thật. Con người chỉ cần chân thật thì con người này sẽ thành tựu trong cuộc đời này rất là lớn. Nhớ. Chỉ cần chân thật thôi. Quý vị biết rằng cái cách hướng dẫn của những đức nó cũng có léo lách á. Nhưng mà cái léo lách của những đức là đem cái chân thật để léo lách. Những đức là cái dạng léo lách chân thật á. Nói chuyện quý vị nó nói như vậy đó, nhưng léo lách đó. Nhưng mà những đức lại léo lách chân thật. Cái nguyên lý léo lách chân thật của những đức gì này nói cho vị nghe nè. Thí dụ như người ta có thể hình thức đủ chuyện, có đó là cũng cái cách của người ta. Hình thức thì để thu hút đúng không? Những đức lại lấy cái chân thật vạch
thẳng ra để thu hút. Nên những đức mới nói là léo lách chân thật, có cái nghĩ của léo lách nhưng đem chân thật ra để phát triển. Nên những đức thành công vì cái chân thật. Đây gọi là gì? Phật pháp cho mình trí tuệ ở trong đó để quyển chuyển. Còn nếu như cái chân thật mà nó không có cái trí tuệ thì nó bị đờ con người, hiểu không? Nhưng mà cái quan trọng đặc biệt của căn bản con người là phải học chân thật. Nếu như mà quý vị mà chân thật thì vẫn có người giúp đỡ, nhiệt tình vẫn có người giúp đỡ, hiền hậu có người giúp đỡ. Thí dụ như con mình nó rất hiền hậu đi, nó vô trong công ty xí nghiệp nó bị ăn hiếp, nhưng lạ thay có người giỏi sẽ nhìn nó, và tự nhiên nó không dám nói người ta gì, nhưng mà người ta lại ra tay, người ta cứu nó, người ta giúp nó. Còn cái đứa mà như là xạo sự léo lách mà điêu hoa thì tức khắc người ta hại nó, không ai ưa nó chứ, cuối cùng người ta đào thải nó luôn. Nên chân thật vẫn có lợi của chân thật, gọi là khờ có phước khờ, thiệt thòi là phúc, nhớ nha quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Hôm nay chúng ta cộng tu nguyên một ngày, ngay cái ngày mùng 10 tháng 3, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, nên hàng Phật tử khắp nơi về đây chúng ta cộng tu một ngày rất là đông. Niệm Phật, phóng sanh, nghe pháp, rồi chúng ta cúng đi thực để đem cái công đức này cầu an trên Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng, gia quyến quý vị, nhờ hưởng được cái phước báo công đức này mà chúng ta gieo được cái duyên trong Phật pháp để phát tâm tu hành cả đời để cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, tổ tiên của chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả chư hương linh vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người mắc trong cái trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những cái công đức niệm Phật, lễ Phật, phóng sanh, cúng đi thực, nghe pháp, hồi hướng cho họ, họ được hưởng cái công đức này, đều phát Bồ Đề tâm, nương vào bổn nguyện của Di Đà để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Hôm nay chúng ta làm cái lễ phóng sanh, như hồi trưa cũng có phóng sanh, giờ này cũng tiếp tục phóng sanh. Và tất cả những con chim này khi mình thả nó ra nó rất là mừng, nó được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Trong kinh Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh đều hiểu biết, tuy nói không được nhưng khi chúng ta thương yêu giúp đỡ nó vẫn hiểu biết, và khi chúng ta đánh đập hoặc giết nó thì chúng ta vẫn có cái tâm sân hận, và nó cũng sân hận và kết cái quán thù với nhau. Nên từ hôm nay chúng ta phát tâm ăn chay, phóng sanh, không giết tất cả những loài chúng sanh, dù là ruồi, muỗi, kiến. Ngày xưa chưa hiểu đạo thì chúng ta mua thuốc, chúng ta xịt ruồi, muỗi, kiến cho chết. Hôm nay chúng ta biết tu hành rồi, mang một cái tâm sám hối là từ hôm nay không làm những việc đó nữa, mà phát tâm ăn chay trường và chúng ta phóng sanh. Nguyện đem cái công đức phóng sanh này nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh mà chúng ta đã vô tình giết hay cố ý giết. Nguyện chúng ta đều quan gia nên giải, không nên kết, và điều pháp Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, quý vị xuống chai đường, mỗi người lấy hộp cơm, à, chúng ta dùng rồi đi về vậy đó. À, chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Nam mô